Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc bài 18 Tìm hiểu về for lồng nhau Phần nội dung này sẽ giúp chúng ta có thể vẽ được các cái hình Giống như các bạn nhìn thấy trên màn hình Giả sử chúng ta muốn vẽ chữ N này Hoặc là vẽ hình tam giác này Có hình demo bên cạnh đây đúng không Thì khi các bạn học cơ bản Đặc biệt là học ở các trường phổ thông hoặc đại học Thì cái phần đề thi nó rất hay có cái dạng mà chúng ta sử dụng để vẽ hình như này trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu cái nguyên lý làm sao để chúng ta vẽ được và áp dụng cho bất kỳ bài nào sau này chúng ta gặp phải. Đầu tiên các bạn hãy mở IntelliJ, chuột phải vào SRC, chọn New, Java Class, bài 18, tìm hiểu về for lồng nhau. Enter. Trong phần nội dung các bạn gõ chữ main, enter. For lồng nhau nghĩa là như nào? Chúng ta cùng thử nhé. Viết một cái vòng for này, for int i bằng 1 Y chạy từ 1 cho đến Y nhỏ hơn hoặc bằng 7 Mỗi bước chúng ta tăng Y lên 1 Mở ngoặc nhọn khối của for đầu tiên này Trong cái vòng for này chúng ta lại có một vòng for nữa ở bên trong For INTG bằng 1 Để chúng ta chạy biến j. Chấm phải j vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 7 Và mỗi lần chúng ta lại tăng biến j lên 1 Khối lệnh của for con này Mở ngoặc nhọn Enter xuống như vậy các bạn thấy là chúng ta đang có Hai vòng pho lồng vào nhau. Bây giờ chúng ta thử in ra xem kết quả chúng ta nhận được gì nhé. End out này. In ra nhưng mà chúng ta dùng print thường thôi. Các bạn xóa chữ LN đi. Chỉ là print thôi nhé. Không phải print line. In ra thì chúng ta sẽ in ra cái biến Y. Cộng với một đoạn nháy kép. Rồi cộng với biến Z. để chúng ta xếp cái biến Y và Z cạnh nhau. Cộng với nháy kép này. Sược T. Sược T này nó sẽ cách ra một khoảng bốn phím cách hoặc là một phím tab ấy đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ thử run đoạn này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ ra kết quả như nào nhìn này 11 12 13 14 15 16 17 đúng chưa như vậy là cái chỉ số đầu tiên của chúng ta chính là chỉ số y chỉ số thứ hai chính là cái gì và cái sược T này này nó sẽ cách ra một cái khoảng ở đây thấy chưa đây là y đây là Z. và cách ra một khoảng các bạn sẽ thấy là y của chúng ta ban đầu vòng for ngoài cùng y luôn luôn bằng 1 đúng chưa? 1 này, 1 này, 1 này. Đó. Y bằng 1 và những thằng bên trong thằng j nó sẽ chạy từ 1 2 3 4 5 6 và 7. Tức là ban đầu y bằng 1, vòng for bên trong nó sẽ chạy từ j từ 1 đến 7. Sau khi j hết từ 1 đến 7 rồi lại ngược lại, y lại tăng lên 2 và j lại chạy từ 1 2 3 4, 5, 6, 7 Lại hết vòng for của Z đúng không Lại chuyển sang Y tiếp tục lên 3 Đấy các bạn thấy nó thành một cái vòng khép kín không Nó sẽ giữ giá trị một ở đây Y bằng 1 sau đó chạy hết Z Xong lại Y bằng 2 chạy hết Z Y bằng 3 chạy hết Z vân vân Và nó chạy đến cuối cùng Thì các bạn sẽ nhận được giá trị là Y bằng 7 và Z bằng 7 Bây giờ nếu như kết thúc từng vòng for con này Các bạn nhìn nhé đây là vòng for con mà chúng ta lại cho nó xuống dòng bằng cách là dùng add out print line dùng một cái nháy kép thôi để chúng ta ngăn cách từng dòng một thì các bạn sẽ nhận được kết quả như sau run này rồi đây là kết quả này các bạn thấy chưa cái vòng for này kết thúc chúng ta cho xuống dòng thì nó ngắt thành từng đoạn như thế này đó 11 12 13 14 15 thì đây chính là tọa độ của easy bây giờ các bạn sẽ mở Excel lên mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tọa độ này các bạn mở Excel trên máy tính lên, kích vào nút tam giác ở góc trái ngoài cùng này, bôi đen toàn bộ. Sau đó chúng ta đặt chuột ở giữa cột A và B. Nó hiện cái biểu tượng màu đen đen này, mũi tên đúng không? Các bạn giữ chuột trái kéo vào để thu nhỏ ô này lại. Chúng ta có thể nhấn can trô và lăn chuột để cho cái kích thước của Excel nó rõ hơn một chút. Cái này thì mình để rõ cho các bạn nhìn trong video thôi. Tại cái ô C2, các bạn gõ cho mình số 1 vào đây. Ô bên cạnh gõ số 2, rồi bôi đen toàn bộ Sau đó thì chỉ chuột vào góc Ở bên dưới của số 2 Hiện dấu cộng màu đen kéo một phát Thì nó sẽ ra số đến số 7 Nhả tay ra Tương tự bên dưới b 3 B3 này Có số 1 2 Bôi đen Dí dấu cộng màu đen kéo xuống Đến số 7 Được chưa Bây giờ mình sẽ nối hai ô này lại với nhau Bằng này Bằng ô Bằng này sau đó kích chuột trái vào OB3 này sau đó ấn ship và số 7 để ra phím và sau đó kích vào ô C2 Enter Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang nối được Số 1 với số 1 Đúng không? Bây giờ chúng ta muốn là tự động nối 1, 2, 1, 3, 1, 4 Thì các bạn làm như sau Các bạn sẽ bôi chuột lên cái phần trên này Kích chuột vào trước chữ B Ấn ship Và số 4 để chúng ta hiện dấu đô la Để chúng ta khóa cột, khóa cột B Tương tự ở bên dưới C thì chúng ta sẽ khóa số 2 đặt chuột trước số 2 ấn Shift 4 rồi bây giờ ấn enter là được các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng này và chọn vào cái phần căn giữa để cho số nó căn giữa cho đẹp thôi rồi giữ chuột vào số 11 hiện nút cộng màu đen kéo sang hiện nút cộng màu đen kéo xuống đó còn thấy không chúng ta nối được các ô ở trên này là 11 này 12 này 13 này đúng không đây này thì bây giờ chúng ta sẽ bôi cái vùng này thành một màu khác đi. Các bạn giữ chuột này, giữ can trô này, bôi. Bôi nó. Và chúng ta đặt màu cho nó một cái màu xám chẳng hạn. Rồi, mình cũng sẽ căn giữa nó luôn, bôi đen lại này. Bôi đen lại này, căn giữa. Đó, như vậy là chúng ta đã có được cái kết quả này. Các bạn hãy nhìn lại so với ma trận mà các bạn vừa mới tạo ra. Các bạn thấy rất giống nhau đúng không? 11 này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17 này. 11 đến 17 này, bên dưới lại như thế này. 71 72 73 vân vân. Đấy. Thì hai cái bảng này nó rất là giống nhau. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng Excel để chúng ta dễ hình dung được là chúng ta vẽ thì chúng ta cần cái gì. Bây giờ trong bài toán thực tế, giả sử chúng ta phải vẽ chữ N. Các bạn hãy nhìn này. À, chúng ta ở đây chúng ta đặt ở đây sẽ là cột uh, Y nhá. Chỉ số hàng là Y và chỉ số cột là G. Để chúng ta bôi toàn bộ cái vùng này, sau đó các bạn ấn vào mark marker center này. Đó. thì nó tự động nó quét cả cái vùng đó mình đặt cho nó một cái màu. Ví dụ màu xanh này đi. Chưa? Dưới này cũng thế. Chúng ta cũng sẽ bôi. Sau đó nhấn vào Mark and Center. Và cho nó căn giữa. Cho nó một cái màu. Đó. Như vậy là chúng ta có chỉ số Y. Ở trên này này. Y nó chính là cái thằng for bên ngoài. Và Z chính là thằng for bên trong. Và Y sẽ là chỉ số hàng. 1, 2, 3, 4 này. Đây này. Nó là chỉ số hàng. Đúng không? Còn Z tương ứng với chỉ số cột cái này mình giải thích hơi kỹ nhưng mà để các bạn dễ hiểu nhé bây giờ giả sử chúng ta muốn là viết chữ n vẽ chữ n thì chúng ta sẽ làm như sau thứ nhất là các bạn sẽ bôi cái vùng mà cần vẽ đây cho nó màu vàng lên ví dụ thế đúng không tiếp theo là cái thằng đường chéo của chữ n bôi vàng lên còn cái nét còn lại của chữ n chính là thanh này hay gì các bạn để ý thấy là có phải là điều kiện để mà các cái nút này nó thực hiện là gì? Thứ nhất, cột di của chúng ta tất cả đều là một, đúng không? Cột di đều bằng một này. Còn y bằng bao nhiêu tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết di bằng một thôi, đúng không? Và thứ hai nữa là di bằng 7. Còn đường chéo thì các bạn thấy không? 1 1 2 2 3 3 4 4. Như vậy điều kiện tiếp theo là y bằng gì? 1 1 2 2 3 3 mà. Thì cái việc vẽ trên này này là các bạn sẽ hình dung được là điều kiện là gì để mà chúng ta xuất ra cái ký tự cần vẽ bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Intel gì thử nhá các bạn sẽ copy toàn bộ cái vòng for lồng nhau ở bên trên này đây vòng for đây các bạn thấy cái khối for nhá đây này copy này can cho c paste xuống dưới ở đây sẽ là vẽ chữ n enter xuống này paste vào đây ở đây chúng ta sẽ sử dụng là s out enter xuất ra vài cái dòng để chúng ta ngăn cách cái phần bên trên đỡ phải sửa cốt đúng không? Cái khối bên trên chúng ta vẫn giữ nguyên để các bạn dễ hình dung. Như vừa rồi phân tích thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là thỏa mãn điều kiện là g bằng 1. Đây nhìn lại nhá. g bằng 1 hoặc g bằng 7 hoặc y bằng g thì chúng ta mới mới in ra. Bây giờ trong vòng for con chúng ta sẽ kiểm tra là nếu nếu mà g bằng 1 hoặc g bằng 7 y bằng g. Nếu thỏa mãn thì chúng ta sẽ tiến hành là in ra tọa độ y Còn nếu không, l. Nếu không thì chúng ta sẽ in ra nhưng mà chúng ta sẽ in ra khoảng trắng nhé. Bây giờ các bạn sẽ căn c cái này xuống này, enter xuống căn v, in ra một khoảng trắng. Đây, cách này và cộng với sợt t Đấy con nhìn này điều kiện này Thỏa mãn điều kiện Thì tôi mới in tọa độ Y ra Còn không thỏa mãn thì tôi chỉ in một khoảng trắng bù lấp vào đấy thôi Chuột phải Run này Các bạn thấy là chúng ta có tọa độ thứ nhất là in tất cả Khi không có điều kiện Đúng không? Khi áp dụng điều kiện là j bằng 1 Hoặc j bằng 7 Hoặc Y bằng Y Thì chúng ta mới in tọa độ, các bạn thấy chữ N đấy không? Đây này vì là chúng ta kiểm tra điều kiện thỏa mãn điều kiện thì chúng ta mới in tọa độ yz ra cho nên nó được cái kết quả như này trong trường hợp mà đề thi chúng ta gặp là gì in dấu sao thì các bạn chỉ cần thay cái tọa độ yz này thành cái dấu mà đề bài yêu cầu thôi nhá mình sẽ thử này đen ngày đi này in dấu sao đi nháy kép dấu sao cộng với một sợi t để cách tần nha chuột phải run các bạn nhìn này chúng ta được chữ n rồi đúng không và toàn bằng dấu sao đúng chưa à, các bạn thích không cách sược t nữa thì các bạn bỏ sược t đi thôi nhưng mà thôi mình để sược t cho nó giãn là cho nhìn nó đẹp nhá tương tự thì các bạn vẽ hình vuông được không bôi đen toàn bộ này kích vào màu này cho nó về màu trắng này vẽ hình vuông nhá đây này bôi vàng lên này bôi vàng lên này bôi vàng lên này bôi vàng lên nhìn thấy điểm chung chưa G bằng một hoặc Z bằng 7 Y bằng bao nhiêu tôi không cần biết đúng không Tiếp theo là hàng Y này Y bằng 1 hoặc Y bằng 7 Z bằng bao nhiêu lúc này tôi không cần biết Như vậy có 4 điều kiện Cùng thử nhé Copy xuống này Copy nguyên cái thằng vẽ chữ N xuống Thêm cả system.out này Cho nó cách ra một đoạn cho V này Bây giờ sẽ là vẽ hình vuông Điều kiện là gì? Z bằng 1, Z bằng 7 và Y bằng 1 Hoặc Y bằng 7 Thay mỗi điều kiện thôi, đúng không? Chuyển phải này, run này Các bạn nhận thấy hình vuông đi không? Đấy Như vậy là cái việc mà chúng ta vẽ được hay không ấy Là các bạn phải hình dung được Cái hình đấy nó như thế nào Và cái điều kiện là gì để chúng ta in ra thôi Tiếp tục là các bạn sẽ ứng dụng để vẽ hình tam giác Thì các bạn nhìn quy luật này Cái này chúng ta phải linh động một chút thì mới nắm được cái quy luật của nó. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy cái hàng đầu tiên y bằng 1 đúng không? Thì j cũng chỉ bằng 1 thôi. Được chưa? Hàng thứ hai y bằng 2 thì j cũng chỉ chạy đến 2. Đây chỉ số của j này, hàng 2 đây, à cột 2 đây đúng không? Y bằng 3 thì j cũng chỉ chạy đến 3. Y bằng 4 thì j cũng chỉ chạy đến 4. Y bằng 5 thì j cũng chỉ chạy đến 5, tương tự 6 6 và 7 7 thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vòng for như sau các bạn sẽ copy toàn bộ cái khối bên trên cái for đầu tiên này này copy nhá căn cho c này xuống dưới ở đây sẽ là vẽ hình tam giác căn cho v xuống bây giờ chúng ta sẽ cách ra một chút s out này Free line đúng không căn cho d căn cho d để nó cách cái ý trên này ra này chúng ta đang dùng là Z chạy từ 1 cho đến Z nhỏ hơn hoặc bằng 7 Chính vì thế cho nên là khi in thì chúng ta được tất cả các cái chỉ số của Z Tuy nhiên theo vừa rồi chúng ta phân tích thì Z luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng Y Cho nên các bạn chỉ cần thay đổi cái chỗ này thôi Là Z chỉ chạy đến Y thôi Đó Và bây giờ chúng ta chuột phải để chạy thử này Sau đó các bạn hãy nhìn nhá Nhìn kết quả này Run này Các bạn thấy là chúng ta được hình tam giác chưa Đó Lý do là vì Nhìn lại hình Z của chúng ta luôn luôn nhỏ y Nó nhỏ, nhỏ bằng y mà đúng không Nên thay vì chúng ta chạy đến hết cái đoạn cuối này Thì chúng ta chỉ chạm đến đây thôi Chạm đến đây thôi, chạm đến đây thôi Chính vì thế cho nên nó sẽ in ra được như này Bây giờ nếu các bạn vẫn chưa hiểu Thì chúng ta có thể dùng gì? Debug Đấy. Phải dùng cái này nhiều Thì chúng ta mới hiểu được nhá Chút phải Thay vì chọn run, chọn đi Bây giờ các bạn quan sát này Đầu tiên là chúng ta đang có dòng lệnh nhắc ở dòng số 43 lệnh này chưa được thực thi khi các bạn nhấn F8 lệnh này sẽ thực thi F8 này y chạy từ 1 cho đến y nhỏ hơn hoặc bằng 7 y chúng ta sẽ nhận giá trị đầu tiên là bằng 1 lệnh đang ở dòng 44 và dòng này chưa thực hiện y đang nhận giá trị 1 F8 này Z sẽ bắt đầu chạy từ 1 cho đến J nhỏ hơn hoặc bằng Y Kiểm tra điều kiện là Y đang bằng 1 cho nên là Z bằng 1 nó thỏa mãn điều kiện Và nó sẽ thực hiện lệnh nằm trong for ở dòng 45 và sẽ in ra kết quả là y bằng 1 và z bằng 1 ngay sau câu lệnh này chuyển sang tab console các bạn nhấn F8 các bạn sẽ thấy là câu lệnh in EZ ra và cách một dấu sược T đã được thực thi 11 một một cách sược T đúng không tiếp theo nó lại nhảy lại vòng for thứ hai này điều kiện lúc trước rằng là chu bây giờ nếu di chạy tiếp thì di sẽ nhảy lên 2 làm cho điều kiện này không còn đúng nữa. Các bạn nhìn này, F8. Di bị nhảy sang hai rồi đúng không? Và nó không còn đúng nữa cho nên nó thoát vòng for và nhảy đến dòng lệnh tiếp theo là print line tức là in ra một cái xuống dòng, được chưa? Các bạn ấn F8 thì các bạn sẽ thấy con chuột ở đây này, nó nhảy xuống dưới. F8. Các bạn thấy không? Nó nhảy xuống dưới. Y lúc này chúng ta đang nhận giá trị một và tiếp tục nó sẽ nhảy lên hai do thằng y cộng cộng này Đấy này Y nhảy lên 2 Xuống vòng 4 Y bằng 2 Z bắt đầu lại chạy từ 1 Sau đó đi đến 2 Đúng không Đấy này Các bạn thấy là Z chúng ta bằng 1 không Y bằng 2 Z bằng 1 Sau dòng lệnh này Nó sẽ in ra kết quả Nhìn này Đấy 21 Đúng chưa Nó lại quay ngược lên đây Vòng 4 Z tiếp tục nhảy lên 2 Nhìn này F8 này Z bằng 2 vẫn thỏa mãn điều kiện là Z nhỏ hơn bằng y mà cho nên nó lại thực hiện cái dòng lệnh nằm trong khối for con này lại in ra 22 nhỉ 21 nhá cách này 22 thấy không có một khoảng tab đằng sau tiếp tục này Z sẽ nhảy lên 3 khi di nhảy lên 3 thì không còn nhỏ hơn hoặc bằng hai nữa và nó sẽ lại nhảy xuống dòng dưới nhìn này F8 các bạn thấy không nó lại nhảy xuống đây này và nó sẽ lại xuống dòng Thử nhá. Nhìn này. Chúa đang ở đây. F8. Xuống dòng chưa? Đó. Xuống dòng thì lại bật lên thẳng. Pho đầu tiên. Y lúc này đang bằng 2. Ấn F8 sẽ lên. Lên 3. F8 này. Được. Y lên 3. Bắt đầu Z lại bắt đầu 1, 2. Sau đó lên 3. Lên 4 lại out. Lại xoát xuống đây. Lại xuống dòng. Nhìn nhá Cứ này. Ờ, y bằng 3 rồi. Đúng không? Z đang bằng 1. Bây giờ sẽ nhảy lên 2 này. Z bằng 2 này. Sau dòng này sẽ in thẳng 32 ra này. F8 này. 32 này. Đó, thì lại nhảy tiếp di lên F8 tiếp này Sau phát này thì lại in ra 33 này Đó 33 rồi Bây giờ Z mà nhảy đến 4 Thì lại không thỏa mãn điều kiện Z nhón bằng Y Lại thoát ra lại nhảy đến đây In ra dòng xuống dòng Nhá nhìn này Đó Xuống dòng Đúng chưa Đó, Cái này các bạn hiểu rồi đúng không ạ Cứ chạy thế thôi Chạy để các bạn nhìn này Đấy chạy từng bước 1 F8 F8 Đấy các bạn thấy không Nó in ra lần lượt này Và cuối cùng chúng ta thu được Cái hình tam giác mong muốn Đó Thôi mình dừng đấy đi nhá. Nói nữa thì nó vẫn đậy thôi mà, quy tắc nó vẫn thế. Các bạn hãy tự kiểm nghiệm lại nhá để chúng ta hiểu sâu cái vấn đề. Sau này các bạn làm các ứng dụng khác các bạn đi nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ là phần bài tập tự giải này. Phần này thì mình sẽ không hướng dẫn giải. Các bạn hãy vận dụng kiến thức sau đó chúng ta hãy sử dụng đi để chúng ta xem là sai ở đâu. Sau đó các bạn hãy làm những ý này. Làm được những ý này thì chắc chắn là khi các bạn đi thi thì các bạn không phải lo rồi các bạn làm sau đó thì các bạn hãy bình luận phần bài giải xuống phía dưới của clip này để các bạn khác cùng học nhé các bạn có đến ý n rất nhiều ý khá là hay mà làm được hết phần này thì chắc chắn là hiểu hết vòng for lồng nhau rồi hy vọng là các bạn sẽ giải hết phần này sau khi xem bài giảng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn luôn luôn thành công